Cửa hàng nông cơ Hải Trà Tân xin kính chào tất cả quý khách hàng. Địa chỉ cửa hàng thôn 1 Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận, số điện thoại 0932871994. Hôm nay bên em giới thiệu cho mọi người một con cưa xăng của Nhật siêu phẩm luôn, một con cực đẹp. Đó, một con mà theo máy sử dụng một cây lam xịn sò, cây lam đi mua tiền triệu luôn. Đó, một con máy cưa xích hãng Shindaiwa E 450AV, một con tầm trung 45cc cho anh em đi khai thác. Con này được sản xuất tại Nhật 100%. Đó, hàng chưa qua sử dụng tại Việt Nam, bao rim từng con ốc. Nói chung là con máy này về bên em chỉ vệ sinh sơ, em không có bung để rửa bên trong nha, em chỉ rửa bên ngoài thôi, tại nó rim như nào em để nguyên như vậy, em chỉ rửa bên ngoài là em bán rồi đó. Bao rim toàn diện cho mọi người nha, rim toàn diện luôn. Và đặc biệt nó còn rất là mới luôn đấy, anh em nhìn cái mặt sơn nó này, nhìn là nghiền em nói thật. Loại này thật sự là dòng ưa chuộng của anh em miền Tây. Anh em miền Tây rất là thích những cái dòng Shindaiwa như này, như là E350, 355 rồi đến 407 đến 450. Đó, thì cái hàng 350 thì nó chỉ 35cc thôi. Đó. Còn 450 thì nó lại 45cc. Theo máy của con này là sử dụng một bộ lam xích, lam rin ghép, lam rin Latin có tỏa nhiệt. Có tỏa nhiệt la gọi lăng người ta, cái này người ta gọi là lăng khuyết đấy, nó khuyết xuống. Đó. Cái lam này bình thường bán rời 1 triệu đồng một cây này nhá. Đó. Xích này là xích rin trong máy luôn, xích này xích Nhật, xích chung 91 này, xích chung 325 này của Nhật nhé. Hai ống xe lam, con này nó có một cái lỗi là nó hơi bể đây xíu này. Bể đây xíu. Đó. Nói chung là không ảnh hưởng gì. Máy còn rất là mới luôn. Máy thì bao vip cho mọi người luôn nhé. Con này là hàng tuyển của bên em đấy. Đó. Rất là đẹp. Ốc chỉnh anti đây, ốc chỉnh nhiên liệu xăng và gió đây nhá, tốc độ chậm và tốc độ cao. Còn cái nắp lớn này là bình đựng nhiên liệu này, xăng pha với nhớt là mình sẽ đổ vào đây, còn nhớt thải mình sẽ đổ vào đây. Đó. Nguyên zin bao đẹp luôn, rất là mới. Riêng máy này bên em bảo hành lòng 12 tháng cho anh em về sử dụng nên anh em cứ an tâm nhá. Em bao rim toàn diện, không có bung máy gì nhá, nên anh em cứ an tâm. Đây em sẽ test nổ cho mọi người tham khảo này. Nhiều khi trên điện thoại nó không nghe rõ được ấy. Đó, chứ còn nếu mà bên ngoài nó thật sự là con này rất là chất, nổ mức độ nổ máy của nó đẹp, bên trong nòng của nó nằm khoảng 95% so với mới luôn. Em bao cho mọi người luôn. Nói chung chỉ có một cây duy nhất, không có nhiều. Đó, em lựa mà hàng lựa mà em không lấy lô. Con này đúng vip luôn, bộ lam xích xịn sò. Anh em nào mua hàng thì gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 nhá. Bên em có ship hàng toàn quốc nhá, mua hàng đặt cọc về cho địa chỉ gửi hàng nhá. Rồi, xin chào tất cả mọi người xem video, nhớ chia sẻ video, ấn đăng ký kênh, like video ủng hộ hàng em.